Đây, chết mất tiền rồi. Ủa ai rớt rớt tiền kìa? Trời ơi, cục tiền đúng to luôn. Tiền ai à? Lượm cái. Rồi, hiểu. Ủa trời, nhiều vàng quá à. Ai rớt vàng kìa? Alo. Ai rớt vàng kìa? Của em, của em. Ok. Hello cả mọi người, xin chào anh nha và chào các bạn xem video của mình, và chào mừng các bạn trở lại với video Mini World. Yeah. Ok các bạn, là trở lại với video của mình đây. Ok các bạn, và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để nút đăng ký. Và sau khi nhấn nút đăng ký thì các bạn đừng quên lắc cái chuông bên cạnh để bấm tất cả những video mới nhất của mình sẽ thông báo cho các bạn nha các bạn. Ok, hôm nay là một ngày rất là đặc biệt luôn, bởi vì hôm nay mình đã rủ gọi là bộ 3 triệu sub đi chơi. Mà không biết là bộ 3 triệu sub gọi là đang ở đâu nữa. Rủ nãy chưa không thấy mặt đâu mũi đâu hết trơn. Alo, cái gì vậy? Trời ơi, giật ơi, anh làm ơn mình tỉnh lại. Ê, xem ơi, xem, cứu tôi với, Ủa gì vậy, Ôi, tôi không biết nữa, hôm nay anh giật anh bị sao á, mà nghe cái giọng của ổng nghe y hệt con gái luôn, ghê thế mồ. Anh giật, bình tĩnh, alo, anh giật tôi nào, kêu, không hề giống, đây là giọng Mr. Việt Đào Hoàng. Đó, 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 bà nghe cho, sáng giờ tôi kêu dẫn ổng đi bệnh viện khám thử mà không chịu á. Bình thường, ok. Ủa các bạn ơi, sao tự nhiên anh Nhật lại nghe cái giọng giống con gái vậy ta? Mà các bạn thấy giọng này giống ai thì các bạn đừng quên bình luận video cho mình biết nha. Ủa anh Nhật, ủa sao giọng anh thành con gái mắc cười dữ vậy? Ủa, anh thấy giọng anh rất là bình thường em. Em hay là tai em có vấn đề gì không em? Thôi, nói chung là bỏ qua hết một bên nè. Ủa, tính ra hôm qua em gọi là hẹn mọi người đi chơi, sao mọi người như kiểu chuẩn bị đi giết người ấy gì mà cầm giáo với cầm đồ rồi á? Trời đất. Hôm qua em đã nói với mọi người hôm nay tụi mình sẽ đi gọi là chơi một cái nơi rất là hay và rất là đẹp luôn. Đó. Nơi nào vậy? Hôm nay em sẽ dẫn gọi là bộ 3 triệu sập đi tới, gọi là một cái nơi gọi là hôm nay tụi mình sẽ đi gọi là cắm trại ở một cái chung cư cao cấp gần giống Hero Team. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Tôi bây giờ tôi không quan tâm cái chung cư là chung cư của ai, nhưng mà nói chung hàng phách thì không thể nào mà có cao cấp hơn chung cư của bọn mình được. Không tin, không chấp nhận. Trời ơi các bạn ơi, hai người này không tin gọi là cái chỗ cắm trại của mình rất là tuyệt vời các bạn. Ok, được rồi, đi theo tôi nè. Rồi ok, xin chào mừng các bạn đến với chung cư cao cấp chân. Đó. Đây, đó, thấy chưa? Trời ơi, anh dịch anh lại đây anh coi nè. Trời ơi, nhanh kìa. Cái chung cư gì đâu mà nhìn nó xấu, cái này giống như mấy cái nhà của mấy cái ông sống trong rừng, trong chú, ăn cắm sú cắm heo á. Mày nhìn nó mày, đi ra mày. Trời ơi, em mình nó không có mắt nhìn thì cũng phải thông cảm thôi, cứ bảo khóc tức gật đầu cho nó vui coi. Trời ơi, đâu đâu em không chấp. 1 2 3 4, trời, có 4 lầu à, không bằng cái chung cư của bọn mình nữa. Vậy mà Simmy nó dám chơi cái chung cư của bọn mình do anh em bọn mình xây. Hồ bơi đâu mà nhìn y hệt như cái nơi mà dành cho mấy con vịt nó xuống nó ị xuống đó vậy đó. Nhìn y như cái vậy đó. Em nói mọi người nghe nè, nói chung là em chỉ đuổi mọi người đi du lịch gọi là một cái chung cư mới thôi. Nó lúc đầu nói vậy cho sang mồm thôi đấy. Trời đất ơi, sang mồm thì nói tới ngay từ bắt đầu đi, bây giờ thì mới nói. Đi đến đây rồi mới nói. Thôi trời, đâu xin lỗi mà tới rồi. Thôi bây giờ hai người vô đây đi, bây giờ đợi quần tiếp tân tới rồi đưa chìa khóa nha. Ở hai người cứ đợi đi nha. Rồi tiếp tân tới nè. Rồi xin chào quý khách. Ôi anh Dịch ơi, sao tiếp tân ở đây nhìn nó giống con mèo Simmy ở gọi là Hello Team mà đúng không anh? Không em, anh biết nguyên nhân là gì rồi. Nó tính moi tiền anh em mình em ạ. Em nói cho anh nghe là em hiểu rồi. Thì ra cái chung cư này là chung cư của Simmy. Nó kêu anh em mình tới đây để gọi là nó lấy tiền, gọi là nó lấy tiền chung cư của anh em mình đó. Ôi giời đi anh. Tôi bán free được chưa? Không tin không à, bán free. Ôi anh Dịch, em nói anh nghe nè, mấy cái vụ mà bán free miễn phí đồ á, em coi trên phim nhiều rồi, em biết. Nó dụ mình á, nó cho mình ăn mấy cái đồ ăn free á, nó móc dưới cổng. Tôi tin lên lại. Đứng đây, chìa khóa đây rồi, khổ quá. Đi sao? Rồi đây. Trời, mới vô bọn mình chưa kịp nói bọn mình sẽ thuê phòng nào mà nó đưa chìa khóa luôn anh ơi. Em nói anh nghe nè, mấy cái vụ này nghe nguy hiểm lắm nha. Nó đưa phòng cho mình á, xong mình lên đó đầu nó. Trời ơi, nói cho đã vô. Rồi bây giờ chọn phòng này, bây giờ ai thích phòng nào lấy phòng nấy. Đó, nó đơn giản. Lấy cái toilet được không? Tôi khổ mà. Rồi đây, đó, mọi người vô đi. Rồi đó. Xem nào. Thấy phòng này sao? Wow. Phòng này là của 380 mà có vẻ phòng của mình nữa, màu xanh lét lên tầng đầu. Phải quá. Em qua phòng màu xanh. Rồi bây giờ nhiều phòng lắm. Ủa sao cái chỗ này nó cũng ở đây. Ủa đây một cái phòng khác nữa. Bây giờ mọi người lên tầng đi. Chọn phòng đi. Trời ơi, cái gì đâu mà cái chung cư nó cao vậy, ai lên nổi. Trời ơi, bực bội. Đúng rồi. Dạ ra chị thông cả thang máy bị hư. Trời đất ơi. Rồi đó, mọi người chọn phòng đi. Rồi em chọn phòng này nhá.
Wow. Ôi, tính là màu xanh màu của tôi mà ai cho bà lên đây ở? Dạ, dạ em xin lỗi anh. Rồi bây giờ lên phòng. Phòng này phòng VIP nè. Ok lấy phòng VIP. Ủa trời, ủa anh Nhật lấy phòng này luôn hả anh Nhật? Đúng rồi, anh bao nguyên tầng luôn em. Ôi trời ơi, bây giờ thôi mình ngủ quay chiếc tâm cũng được không sao, mình rủ hai người này thì mình cũng làm gọi là con trẻ cho mình. Ôi Simi, Simi ơi, tôi nói nghe nè, nghĩ sao ngủ quay chiếc tâm ngày không sao đâu, trong phòng tôi còn dư cái toilet, vô đó ngủ cũng được. Vô đi. Không sao đâu. Anh Nhật, lấy phòng bất nạt em nè. Trời đất ơi. Nhật nè, 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 đây có cái phòng thường nè, vô cái phòng thường ở ở cũng được nè. Ồ, phòng thường cũng được nè. Ồ, chị... em nhìn nó nhà khác gì cái nhà tù không? Mọi người nhìn nó, nó giống cái nhà tù không? Sao nó nhỏ vậy? Nó giống cái nhà tù không? Rồi, bây giờ tụi mình đi xuống, tụi mình đi chơi nè. Ok, tụi mình xuống nè. Đây có nhiều chỗ lắm. Trời đất ơi, tụi... khỏe gì? Oh my god. À, hai người có thể cái chung cư hai tụi mình, ba tụi mình thuê nó như kiểu chung cư VIP nhưng mà bên trong nó lở mà mọi người. Em thấy nó sai sai. Đây là chung cư, đây là nhà tù. Nhà tù. Em không biết nữa. À, bây giờ Phong cận với anh Nhật xuống đây tụi mình chơi trò chơi nè. Trời mát này nhiều trò. Phong Phong nhảy từ trên xuống luôn. Trời ơi, tại sao lại chết gì Phong? Trời ơi. Đúng không, Simi? Dạ em không. Không. Em cho mọi người đến đây sao em giết từng người một đúng không? Trời anh Nhật, anh nghĩ sao vậy? Em làm sao mà có thể giết Phong được? Phong à. Anh Nhật, anh coi anh Phong kìa. Ê, Phong ơi. Phong. Trời ơi, anh gì hả? Dạ, ủa dạ, ủa dạ. Ủa, ủa tức là ông nhảy từ đây xuống đây là ông ngủ ngủ thôi hả? What? Ủa trời ơi, tôi nhảy, tôi tính là tôi làm biến đi cầu thang quá, tại không có thang máy, bực bội tôi nhảy trên lầu xuống. Ai dè đâu, tiếp đất xong cái bụng tôi nó ịn vô đất á, cái bụng tôi bự lắm cho nên yên tâm đi, tôi không chết được đâu. Với lại tôi nằm trên đất rồi, tự nhiên thấy cỏ nó êm quá cho nên tôi ngủ luôn. Đó. Anh thấy không? Đây ủa mọi người tới đây nè, có cái đảo băng nè mọi người. Ú, đảo băng nè. Ở đây đảo tuyết. Nhầm đây đảo tuyết, em xin lỗi, em xin lỗi. Wow, ủa có ông nào này, ông thần tài này các bạn ơi. Ông này có, ủa ông này ngồi chơi. Tính ra lạ ha, tính ra cái đảo tuyết phải có ông già Noel chứ sao lại không thần tài. Thôi, ông có chết rồi. Thôi sai sai. Ủa cũng tuyết, à chị đẹp tuyết không mọi người. Đẹp không? Ok, đứng ba góc nè, đứng ba góc nè. Rồi, chuẩn bị chưa? Rồi, chuẩn bị 3, 2, 1, action. Ok, nắm đắp vô, ây da, anh dịch làm gì vậy? Á, anh dịch người chứ làm gì? Anh Phong ơi, đây. À, Phong cận chinh, nấp hả? Hai bà chân, hai bà chân. À, hai bà chân, hai bà chân kìa. Hai bà chân, người ta gọi là hai bà Phong, đòi chết Simi rồi. Rồi, xong rồi, anh dịch, anh dịch, anh dịch. Anh dịch nhảy ra, anh dịch coi cho anh lại hai bà chân không? Anh dịch không biết hai bà chân là ai hả? Trời đất, Phong mạnh của bà ơi, không được hai bà chân thì làm sao có thể thắng được, gọi là hai con mèo Simi được, không được. Chết đi. Ê à, chơi đánh lén. Hai bà chân, hai bà chân, hai cho chết nè. Ui ui. Thánh giống, thánh giống. Tuổi, tuổi gì, tuổi, 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 trời trời. Thôi, ông chơi già quá hả? Giờ tí Phong chơi già không? Trời đất ơi. Tôi biết anh thánh giống rồi, tôi bay về trời đây. Thôi được, thôi được rồi, được được rồi, được rồi. Thôi tụi mình qua trò mới nè. Ui, ê Phong, tính ra cái chỗ đó là gọi là cái chỗ tụi mình đi biển luôn á Phong. Bây giờ mọi người lên 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 chơi cái được đi. Biển. À, cái này mà cái bể hả? Cái này là biển. Cái này là bể bơi, xin lỗi. Khổ à. Rồi. Trời ơi, anh dịch đây, anh dịch xuống đây nè, anh dịch coi nè. Hồ bơi gì đâu mà có nguyên con cá dưới đây nè, mất vệ sinh. Ủa, anh không quan tâm mấy con cá em. Anh chỉ quan tâm gái. Gái ủa? Đâu? Ủa, ở đây toàn em không biết đây là gái hay là trai nữa nhưng mà ok, không sao. Bể bơi không được cắm nhìn cái gì, bể bơi em gì, đúng không bà? Bể bơi gì đâu mà nó to như cái lỗ mũi em vậy chị? Trời đất ơi, rồi bây giờ mọi người muốn gọi là mạnh mẽ không? Tới đây tôi cho mọi người mạnh mẽ luôn, đua xe. Đó. Quá riết rồi, giờ tôi không biết công dịch này là anh hay là chị luôn, nghe nghe cái giọng hay là con gái. Rồi, đó, mọi người thấy không? Đấy, mọi người sẽ có một xe. Simi đấy, lắc hay lắc hay tại tâm cho con gái thì đấy. Rồi xong. Ủa sao chị có vui đứng lại được? Coi tôi nè, coi tôi nè. Nè 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 Sim Sim, coi coi tôi dùng cái bụng cái tôi dùng cái đầu của tôi đập xuống cái là cái xe văng lại nè. 1 2 3. Wow! Hay ơi, em dùng cái đầu em đập thử coi. Ui, chết rồi. Dùng cái đầu đập. Hây! Wow! Ghê quá. Ui, mọi người thấy cái xe xịn đâu? Rất là xịn luôn. Đấy, đó. À mọi người có cái xe 4 chỗ này, mọi người chở nhau đi không? Mọi người chở nhau đi không? Nè, cái xe 4 chỗ nè. Đi 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 đi. Thôi chở nhau không an toàn đâu. Hả, cứ ngồi lên đi. Rồi Phong. Phong đâu? Anh tin em, anh tin em, anh tin bằng tài lái của em ơi. Okay. Đi đi. Anh hãy tin em. Rồi đấy. Em ơi, cứu tôi. Phong làm gì vậy?
Trời, tôi tung luôn, tôi tung lên này rồi. Trời, cứ phong ra xịn mặt. Ok, phong lên đây để mình chở bạn đi nha. Phong lên đây, phong. Rồi, đó, các bạn thấy không? Simmy sẽ quyết định. Hôm nay Simmy quyết định chở mình đi. Mình hy vọng mình sẽ về được nhà. Trời ơi, ông nói gì vậy? Làm như kiểu tôi chở mọi người bị như thế nào. Ok, chuẩn bị đi. Rồi, 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 rồi. Nam mô gì đó, nam mô gì đó, nam mô gì đó. Trời ơi, cục tiền đúng to luôn. Tiền ai à? Lụm cái. Rồi, xỉu. Ủa trời, ủa cái gì? Ủa trời, nhiều vàng quá à. Ai rớt vàng kìa? Ai rớt? Ai ai rớt vàng à? Của em, của em. Của em. Của em. Ôi, xỉu xỉu, mình xỉu tiếp đi, xỉu tiếp đi. Thôi bây giờ em nghĩ chắc bây giờ cũng muộn rồi, bây giờ mọi người đi về nha, em chở mọi người đi về nha, được không? Mọi người ơi, anh dịch đây, anh có muốn xỉu thêm lần nữa không? Bỏ cho em, xỉu thêm sim, em. Sim nó mà chở thêm lần nữa là anh em mình xỉu thêm lần nữa đó. Okay, à, okay, okay, okay. Rồi đấy, dạ ơi, bây giờ mọi người cưỡi thần thú đi về nè. Trời, tôi chở mọi người xỉu thêm lần nữa, tôi chết quá. Thôi đi về nè. Thôi, voi thần xuất hiện. Rồi, đi về. Let's go. Rồi, đi về nè, trời vui quá, trời là vui luôn các bạn ơi. Ôi bây giờ, ha, người thấy gọi là vui, anh dịch với Phong cảm nghĩ sao? Rồi, hai người cảm nghĩ coi cái chung cư của tôi như thế nào. Không ơi, em nói nốt đi cho anh nhờ cái. Hay, thôi à, tôi nói à, một câu duy nhất thôi. What? Tôi nói thiệt là tôi không biết rằng là tôi đang đi du lịch hay là tôi đang gọi là đi gọi là chơi trò cảm giác mạnh vậy mà sau khi mà đi xong cái chung cư cao cấp này về, tay chân tôi muốn gãy luôn rồi, trời ơi, nãy còn té xe chứ. Tôi không thể nào chấp nhận một cái chung cư thế này được. Nói chung chung cư của chúng ta vẫn là đẹp nhất đúng không, anh Mr. Dịch? Đúng rồi, không bằng một cái lô bối của cái làng này. Đúng rồi. Hai người ơi, tôi chỉ muốn nói cảm nhận. Thật ra tôi rủ hai người này đi chơi chung cư gọi là phiên bản cao cấp mà sao mọi người có vẻ chê mình vết nhở. Nhưng không sao, thì đối mình nó vẫn gọi là đẹp với hay thôi. Thì ok các bạn, thì video của mình như này thôi. Thì các bạn thấy như nào, thì các bạn đừng quên mà lộ phí cho mình nhất nha. Ok, bây giờ thì bye bye ảnh nhá.